Đây là phần bố phần cuối. Quay full luôn. Go. Đây này con cái em nhìn này. Bên này buông con cái lên. Nhưng mà kiểu anh cái khác vào. Bảo này đánh nguyên một cái tay trái không? Không, đây mà đánh đề này. Đây là đánh con cái. Đánh đề. Go. Em thử anh tí nữa. Em cười. Em đánh nguyên một cái. Sáng nay em lấy con cái xong, ngón này của em nhấc lên tí. Tiếng tay chân nhiệt lạnh hoa. Chắc con cái là lòng quách cái đáy mà cứ nắm nó chặt đấy. Đúng rồi. Ôm nhanh. Bé giờ. Anh cho em đâu đi à? Anh không cuốn được luôn, cuốn 20 cân đau rồi. Anh cứ này. Điên là cuốn là chấn thương. Con cái của em cầm được cái dao. Đánh cái này xuống thế cho chạm để đụng đây cảm đâu xem. Đâu? Đây không nhìn này, đực. Quặn được con cái này đánh em vậy. Không phải cho em mà anh em. Mà sao được em ôm đây thôi yếu hơn hẳn không nói anh cứ lôi người em đi chứ nó là đừng ngồi tao vật lại đi đâu đau quá đây là như quý này đấy kiên cố cái đánh có thủ này bốn ngón này nữa à, quý xong rồi đúng rồi quý xong con cái của em nó vẫn phải cứng và móc sâu ấy đừng cứ làm im thôi em cứ làm đau không giữ được chúng ta bắt em bắt em tải đấy rồi em không tí tí đó thấy mặt đúng rồi người ta cùng hạng sao hạng người thay cùng hạng anh ạ người nó hơn 20 cân thế hơn 30 cân đây cả người cổng này toàn chơi treo cầu cả người ngón bên này phải hơn anh con cái bên này ôm hết còn nếu mà không cầm bàn thì cầm tì chưa tùy không tì sẽ tập nhẹ gặp mấy ông kia này bỏ vào cái phần cái còn nếu mà cầm cái anh nếu mà tập để nhẹ chơi tốt mình chơi kiểu khác chưa phù hợp ông đừng lại bảo phục rồi nãy là đang mỏi thôi cáo hồi rồi đấy thôi cối kia này cối kia rồi xoay chưa nói chém này xoay rồi thôi chưa rộng lại thế nhỉ không ra đi rồi hết lên mắt rồi. Nếu mà một đều thì vẫn cái nữa. Chặn 2. Nếu mà lại thua cái nữa thôi. Anh thua. Kêu bà. Con hướng lại nhường người già tí. Không người già này, con già. Ôi chém thế. Chém luôn. Rồi, xoay xoay. Chưa được rồi, chưa được. Xoay ra chưa được, chưa được. Kiếm ít nhỉ? Cả hai ông người chưa được thì chả lẽ đàn. Em không tự xoay. Đàn. Rồi, anh kiên xoay được, chưa được luôn. Rồi, go. Thấy được rồi. Tiến phiến. Bên này thẳng quá rồi, xoay nữa là bên này mất đấy. Mất được. Mọi thứ chỉ mang tính tương bay, đối. Bay cổ rồi. Góc mất đẹp. Thôi kìa đây. Mất cổ, kinh à. Kinh làm sao được. Mỏi rồi. Mỏi rồi. Ôi. Nó sức trẻ rồi. Thôi. Xong thế là thọ rồi đấy. Mỏi già không rồi, bố làm sao được? Không phải được. Sáng vào rồi. Long vào đi, long vào vật đi. Ra thì ra sớm về muộn. Thôi về đi. Cho nóng tay hai anh em. Được. Vào đây. Cố làm gì? Đây anh. Không phải anh hiểu à? Bình thường làm gì đến mức đấy? Không, khỏe.
Anh mỏi rồi. Anh là anh có vấn đề, chứ người khác không thế. Không mỏi cho bài. Bạn khổ ra đây. Không anh phải. Hai hôm qua bài của ngày xưa ấy, cái hành cầu điền rồi. Ý nói là nếu mà khổ đúng là bạn thấy không nhanh không? Không cầm lại được luôn. Không nhanh anh mới thủ được. Còn nếu không bỏ thì không phải. Anh muốn thì không. Anh về đây sẽ có lúc phải thử cuốn không nhanh để xem cuốn nhá, xem đỉnh đúng không, đỉnh ngón thì cái nào phải tập rồi đúng không, đỉnh ngón thì cái nào tập rồi đúng không, thì một là bài cuốn này phải tập đúng không, cuốn là mấy bài đó tập cơ bản đúng không, có đâu mà góc thì nó chỉ có này tập gì đâu, tức là không không đỉnh thôi, toàn bộ vào đây luôn, các bài luôn, anh hiểu luôn, đấy không, bình tĩnh, ai điên Hoàng Lê đồ quý recommend của fan báo cáo gì vậy? em phải đưa ra mà em phải lái cái comment buồn cười bay nữa. Kéo về ra là mạnh hơn chị. Không bằng đúng không? Đấy là anh thua người ta chứ. Những người khỏe hơn sẽ bắn. Anh Long về bảo tàng anh không? Bạn đấy mà giữ được con cái là bạn ấy thắng anh chứ. Thật ra là mạnh hơn, nó sẽ dậy hơn. Quý quý mà quả đấy là thua là đéo vào bảo quý về bảo tàng bán 5 năm được. Ừ, mày bán được đấy. Mày bán xin bẩn. Mày bán xin bẩn. Bán được rồi, công bán được rồi. Bây giờ anh thấy em cách thắng anh thì em mua. Khó quá. Đánh toàn công thẳng. Thằng nhớ cái bẫy đéo. Mày làm cái sạch dậy. Thằng làm gì nữa, thằng làm bán đâu, quý bán này lý. Ông ấy. Lúc đó mày đánh tốt rồi, xuống được 3 đang cấp đấy. Em ngốc luôn. Thằng thắng ấy. Mày có tên tuổi rồi. Bây giờ hạng 50 cân là mày đã có tên tuổi rồi. Đây là anh thì to bún. Ông Nam nói tay phải. Thằng chưa nhìn nó còn có lết cơ, thằng này mẹ nhìn nó đâu có lết. Nhìn dễ nói chuyện hơn đúng không? Mà đấy bây giờ nó làm cái dẻo bằng cái bằng nó không muốn người ta công, không có một cái gì đó. Nhưng mà lý do tại sao tôi hắn được nói như bọn nó đã cấp ấy. Vì vậy mới bán đâu. Tay ra mà mới công bán cả. Nhưng mà mình được cái tường cổ này. Anh Trường nhớ cổ này. Giáo án ngón này mình cũng được rằng thằng quan Trường lúc mới bắt đầu cơ rồi. Con Trường bây giờ mà. Còn nếu em công thẳng, bây giờ là em tầm này đúng không? Tay mày nó xuống này đúng không? Bán được. Mình không đánh như thế. Tí ra không bắt con Trường mình bắt lý, bắt cổ quan này. Kéo về là mình xong rồi mình lôi về này, chứ mình không ấy đánh lúc đấy bắt đầu mình đánh thì một lần nhiên đấy nhìn hai mới lôi về, đánh nhiều cái là lái nhiều lái quán mấy đầu, chứ bây giờ lái ra bắt này tàn bảo nó không muốn luôn, trong nam nó bao nhiêu đúng không, lúc đấy anh công công nào không xuống được đúng không? Bởi vì anh lấy được một cái lắm. Thấy không? Một cái của anh cũng chắc luôn rồi. Chắc đi được chứ. Trong đấy anh phải đứng phải là tiền kiểu nào cũng cũng rơi, nếu mà em đã cuộc rơi thì không bao giờ em lên được tiền cổ. Bởi vì lúc đấy nhá, lúc mà vào đây nhá, giải có tiền thế là đúng không? Không vào không bày được. Lúc đấy có dây vào rồi. Có dây. Chưa bày được đâu. Ngoài thì anh đi cùng bạn. Ok. Đấy đi. Chụp vào Facebook. Bên nào được? Năng được mà. Học có cam cái chắc móc mà. Thằng Võ Vinh này giờ không có cái gì là anh thủ hai vai thằng Võ Vinh này đấy 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 bỏ được nửa năm mà vẫn ăn được thịt vương tay phải chân cánh anh không cơm mà anh không cơm mà muốn cơm mà anh thường là mình dụ cho họ để vào vẫn có tiểu vương cái gì cơn nhưng mà để mà nó là tay nó như thế mà nó ăn thấy không? Thì vừa giật mạnh nhanh như thế là nó khỏe đấy. Tay nó bắt đầu giữ được cổ bởi vì là tay cổ nó móc nhiều hơn tay tao thì cách có thể bằng cơn nó tay to chân lắm rồi thì tay tao to nên nó ngắn thì nó mạnh hơn thì nó dài hơn mà hai anh em đo ra bằng nhau mà lần đầu tiên thằng đấy là cái thằng mà đưa cái để vai sẵn tay xong thế đi. Xong về sau vật để rồi mẹ có thể lúc anh sang vật với nó đi vậy nó giật cái chết thì mẹ nó khỏe đúng rồi đấy mạnh tóm chặt bốn ngón nó ra tóm thật chặt vào đúng rồi đấy nó bảo là trước em là công bài mày không bảo vật trong trường thủ nó thôi trường cả trường không nó sẽ đối thủ nhưng mà móc em chơi lại những con thủ móc mà bài anh có bảo là móc thì em đánh lại công thường thắng lại xong rồi ra ngoài tao thua thế không kéo đấy thấy không khác đúng không đúng rồi quay tầm chán lắm tôi về đi ra đây chưa nhà mà có người thì đi ra đây làm gì không về thế là ở nhà tao nhập ngoài chơi thì tao mới về ra đây đấu hai lần rồi em ngoài chơi em cũng đâm đầu và em đấu với nó không có đối thủ thì bởi vì không có đối thủ nên em ngoài chơi vào phòng tập của Tú Sơn đấy cả hai anh em là Tú Sơn cả ông tới đấy
chết mẹ luôn trong đầu đâu chán như vậy. Hay không phải quá. Đó là anh lái. Tú quá đi mẹ. Có phải hay không? Trái đi. Cắt hai tay. Chả thế mày thừa sức tay không sai cũng tốt các bạn ấy. Cổ tay phải tú sờ một lần. Lỏng. Đang cứ vẩy 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 vẩy. Lúc thì tháo nhả ra. Nhẹ luôn. Bài thủ tốt cơ mà. Mà nó mạnh rồi. Mình chỉ đảm bảo cho họ ra đây. Không ra đây xa của mẹ. Tưởng anh chuyên tiếng của mình có tay. Điên rồi. Tại mô, vật đeo nào đâu mẹ. Ra đây 16, 15, 16 cây. Ở nhà mà có người vật ra đây béo thì sao cái lồn. Bên đúng không? Không vội là không có gì ngoài. Trong này ra xá là cô. Để sao rồi mẹ ăn được ai? Thì mẹ ra ra vừa đánh đồng à? Là ra ra vừa đánh đồng à? Ra là cái mùi. Mấy video vẫn còn lại một người. Nhưng mà em sẽ đi đưa qua rồi em phải lái thôi. Nhưng tốp thì tốp trên này liên quan gì dưới này đâu đúng không? Nào vào đi khổ quá. Đâu để cho vật lộn đánh nhiều. Cho vật lộn đánh nhiều. Tốp. Toàn tương lai đấy. Toàn tương lai. Cái này ra lại xả sớm. Tốp. Cái sáy ít người thì được vật nhiều hơn, ở đây đông thì lại phải đợi. Cái đấy cái không khí ở đây nó chậm hơn ở đây. Nhịp ngày mình nhanh. Thế là chê anh vào thì kia mời đéo ai vào vật. Ổ cái này khỏe ít người. Sợ nhau. Khỏe lên. Kiểu biết lực nhau hết rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Toàn mấy thằng mạnh mời thằng yếu mà thằng yếu toàn từ. Đó. Đấy sát phản. Ờ cầu giấy lại đéo được vật được. Xin vào đéo được vật. Thế á? Nhưng hồi xưa cầu giấy là thế anh. Thằng nào mạnh thì mà cái hồi đấy anh Long làm gì sang cầu giấy bao giờ? Nó tản ở đây. Có anh sang được đến cầu giấy. Thì chẳng là mấy cái họ to to đúng không? To ấy qua rồi. Anh sang đến cầu giấy người ta về. Có nghĩa là biết là mình khỏe là nó. Anh sang thì chắc là xem không, video mình yếu, mình không cho vào. Không cho vào. Đây à? Không, kiểu là toàn Vinh Ngô bàn cho mấy ông mạnh mạnh vật đi. Toàn Vinh Ngô với cả toàn đồng đúng gì. Đồng đúng thì mình vào được. Nó có cái gì nhỉ? Tại vì Vĩnh Phúc ấy. Ngồi ngoài cầu giấy thằng Vĩnh Ngô mới lổ lên đấy là thằng anh Đồng anh Toàn. Gì nhỉ? Quên nhỉ? Hạnh, thằng Hạnh hay vật với Tiến Vương. Khỏe lắm. Tốt thằng Long lắm. Xong rồi ông Thành Việt Trì ông đăng lên ông bảo các ông vật tay kiểu gì thế này. Mà hồi đấy đã biết được Vinh là thằng nào rồi. Thế mà Toàn ăn với ông to đầu ở đây. Mà Toàn một hit một. Toàn một hit một chứ không có cưa đâu. Sau đợt đấy là mọi người mới biết thằng Quý là thằng nào đấy. Không biết bây giờ chúng mới biết thằng Quý là thằng nào chưa? Em không ai biết đâu. Không biết mới dễ kiếm tiền. Về thì mẹ mới đăng TikTok để toàn cho mấy thằng trẻ con đu lên tay để cho nó ngã thì không may. Không may. Mình nhìn nữa. Mình nhìn vào thằng người này ác. Thế mà đăng lên. Thì mẹ kiếm tiền bất chấp luôn. Đăng lên. Đúng. Mày vui như chẳng thấy vui đéo đâu. Em thấy nó cười tét mồm nè. Đi vẹ phải cười chứ không chẳng lẽ khóc. Vãi đi chứ. Tay thì đi vẹ với top 4 thì vải đâu cái thì chắc còn cái mặt. Top 4 nào nhỉ? Mày em làm gì có top 4 nào? Giả Hà Nội. Có được cái gì đâu. Không được cái gì à? Không được gì. Từ được cái bằng khen. Chứ có anh được. Không phải anh được đúng không? Nhưng mà được đánh hai trận đúng không? Không. Đỗ Quỳ Hiếu nó đánh tốt thuần luôn đấy. Được cái bằng khen đấy còn được. Có thấp đúng không? Đúng, nó tốt thấp. Tốt thấp nhưng mà nắm cao. Nó lồi cục cổ to vậy đấy. Đúng rồi, tay cổ nó 20 mét.
gì hơn đấy, không gì hơn lắm, có múp lắm, múp kéo tăng cân mà để tăng được cái cổ cái bàn đấy, kéo vậy, em rất hiểu, biết rồi, mấy tay tập tuê nhìn nào gì tập tuê cái gì tập cái nhiều, sần hết cái đầy đầu cái chỗ này là, của anh 17 à, nó mở là tập cái nhiều nhưng mà cái cổ này nó to từ ngày trước rồi mà, nó tăng cân nên nó béo lên, to ngon múp, chắc mình nghèo rồi, chơi điện nghèo nên là tăng cân hết đéo to bản, không phải trái phải nhìn nhiều ma cổ nó to. Tay múc giục chỉ bắt đàng hoàng kinh thủ được cân tay lại bắt đàng hoàng vào vừa nãy em thấy anh bắt hơi lỗi đấy, hơi lỗi em toàn để anh toàn để em ngửa hẳn cổ ra cho ngoài ông ăn đấy, là mày đấy là mày tự ngửa chứ ai bắt. Trọng tài người ta để thế đấy, ông làm gì thì ông làm chứ, nhưng mà nghe nói anh có dí cổ phải đâu, nghe nói lòng sắp bán đáo án à, hả? Pháo pháo em nghe thông thoáng nhưng không biết phải không, có bán thật thì bảo đi thì thằng Quỳ nó mua bán của gì anh đang ở đấy, đúng rồi, chặt hẳn, đi chặt bố con dưới. Đúng rồi, đấy, 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 kéo cái quái phá ngón ra này, kéo bảo lúc nãy em kéo giật được về rồi, thôi cứ để cho người ta vật đi, như này muốn là một bạn yêu mới bán giao án mà, yêu mới bán giao án chứ, tí bán em bán giao án chịu rồi, ít là em thủ, em cứ đi tập mạnh em thắng là anh mà. Em hết sức tần tập mấy em tập 10 cân mới đóng hết tay, tập cái gì, tập 10 cân, thế rồi tập cái gì đó. Tập 8 cân, tốt. Bánh nhỏ, bánh thế. Em không có nhịp lái thì sao mà em ấy được? Thế rồi tập thế. Em không lái sang, em toàn cũng không nhịp lái ra, không phải cương cầm thôi. Đưa sang này, em không tập vào đưa hẳn sang này. Tí vào tay trái anh yếu lên. Đấy. Đấy, em phải cương vật. Cái nhà cho em. Là yếu thế. Yếu thế. Đúng rồi, sang một nhịp đã. Hình như Siêu Sơn đến tao. Ồ, thế nhờ. Siêu Sơn chấp một cân. Bao nhiêu cân rồi? Bảy mấy? Chính xác. 75. Là ngang với 80 cân. Bắp thằng thằng dưa hướng to mà nó rách rách cái kiểu gì nhỉ? Lại ngon luôn đấy. Ở trong chỗ này nó kiểu căng căng gì nhỉ? Một biết thì chả thua. Mày thấy tao thua mày tắt máy đi nhá. Rồi. Rồi. Mày thấy tao rung rung một cái là mày phải tắt luôn. Rồi 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 rồi. Che cam được không? Gì phải tắt. Thấy rung rung phát đưa tay lên che cam. Giả vờ đi qua, giả vờ đi qua. Như kiểu như cái gì vậy? Đấy, đấy, chủng đấy, đứng đầu mấy thằng đệ còn chơi gì? Lắm. Đây mới là bán giao án này. Đúng rồi. Để cái bánh nhá. Thấy anh đưa cái là phải tắt đi qua đúng không? Được rồi, được rồi. Đó sang đi, để anh đi rồi, đi rồi, trường con Nam Định đi rồi. À, chế cam nhá, chế cam nhá. Chế cam được chưa? Chế cam thôi, chế cam thôi. Chế cam thôi, chế cam. Cắt. Đấy, mất lấy lại cả cổ ấy, rắn rồi. Cái đoạn gần xuống che rồi, có một đoạn ở giữa thì còn. Cho cả cổ rồi. 100%. Go. Mỗi tội anh yếu hơn. Cố lên thầy ơi. Che rồi, che rồi, che rồi. Che rồi, che rồi. Cố nhá. Thôi anh sức. Vào đây tay trái.
trai anh yếu hơn đúng không? Anh không tắt được không? Tắt rồi. Này lên nay lên tay che mà. Thua con mẹ rồi che làm gì? Không, cái đoạn này, cái đoạn này. Ý là anh giữ đến đây đúng không? Lần thua để che lại. Đúng rồi. Còn cái đoạn này đang đi tốc, chưa thua. Tại sao anh đăng lên giống như thằng lão Hiếu Đăng Nông ấy? Mọi người đoán xem kết quả kiểu thế. Xong hôm nào ăn này đang cái đúng rồi, đang nửa rồi cho nó cuốn. Kia bạn anh ơi phần 2 đâu? Mới sợ đâu à? Không? Khỏi chưa? Khỏe chưa? Lúc này đổ xuống rồi. Đặt rồi. Không, mấy lần trước mà kiểu muốn búa với là bị giật rồi. Hôm nay thì mẹ em đưa sang này á. Em đưa sang này em gặp cái cổ mà. Trước mấy lần búa 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 là diễn. Cổ này sao mày? Có cổ là vẫn thua quá yếu rồi. Phá mất cổ đi. Anh phá mất cổ đi. Phá không bây giờ có cổ rồi vẫn thua đi. Không hiểu kiểu gì. Rồi em nói ý tôi. Em động viên tinh thần cơ mà. Đó. Đó. Không phải như thế. Thất vọng. Không phải bình thường anh cho người ta nhiều lên không thất vọng. Bình thường mình thấy nó nhiều quá. Đấy. Rồi. Kéo về. Kéo trỏ về tròn. Bán giao án, anh nghe hết. Thấy nó khác không? Bán giao án, mày động chịu đấy. Phát đấy có dây đấy. Tay trái đúng không? Tay trái trước. 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 Tay gọi điện thoại không có dụng cụ. Nãy anh đánh thủ với em thì làm sao mấy em xuống này. Thì nó đòi cái là phải hồi sơ. Chẳng ngại quá gì vào đây cũng được. Em tập mày nhìn bốn ngón dưới đấy. Em bật lên phải khỏe. Bốn ngón dưới này quá. Nhìn thấy quen quen mà không biết ai. Như kiểu diễn viên ấy gì nhỉ. Nhìn quen lắm. Không, mua về bác. Không kìa. Đang gã bán cái móc kìm đấy. Ta bán cái móc đầu sang nhá. Nhưng mà móc 8 trước bán cái gì nhỉ? Cái nóng cái tay ra. Hay phết nhỉ. Đăng bài của anh Tùng nhỏ. Anh cho anh cầm được con cá. Không có một tên không cầm. Này có nhiều video rồi. Thắng hướng này. Thắng hướng tổ này. Gì anh? Cứ gọi là tên, họ tên là khổ thật. Có clip rồi. Ai đồng ý rồi. Không nữa không? Hay là nghỉ? Mua về bóp. Bị yếu thế. Em bánh cho. Mày chưa cả Đức Anh. Đánh được. Ôi ông mỏi thôi. Chịt 15 cân rồi. Su to quá chè hết cao rồi. Được hít. Cái bàn tay kìa. Cái bàn tay khổng lồ à. Khiếp nhỉ. Sao đâu cứ kiểu lòi lòi ra mấy anh bàn tay khổng lồ. Bọn miền Tây vẫn ăn đấy. Gọi là kim ngư ấy. Còn cá chép vàng ấy. Bọn miền Tây vẫn ăn hết. Câu được rồi. Người thì gọi là kim ngư. Miền Bắc mình thì không ăn được. Đứng 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 đứng
trái cửa này phải được. Ui, mạnh, mạnh thế sao mạnh nhỉ? Ăn được, quật chết. Ăn phải phải chết. Phải là chả. Tây Bắc nó có cái gì? Nó cũng là cái loại cá đấy, nó có sọc đỏ như người đúng không? Tây Bắc nó không Tây Bắc, Tây Bắc nó loại khác đây nhỉ. Thế mà nó chỉ nhỏ được thế thôi, nó không to được như thế này đâu. Chắc này cá to lắm. Cái giống nó chỉ được thế thôi, nó không to được. Cá suối nó chỉ được thế rồi. Ở đây cũng suối mà nó lạ lắm anh ạ. Còn Long số lô 7 chưa Long? Dạ. Số lô 7 chưa? Chưa. Vẫn cắm mỗi lâu, lâu. Đúng lô 7 phải nhìn coi anh em mà. Anh thắng lô 7 chắc gì vậy nhá. Long anh phần cái đi. Được. Hết đối nhỉ. Nãy anh kia ở đây là anh không gạ đi. Đang hồi. 1 2 3 đã cũng hồi tăng lên. Kiên yếu quá. Ok nhá. Móc cả hai móc cả. Khó đấy, cầm cái này khó đấy. Đừng đừng nắm đấy, xấu quá. Tùy, người ta đánh thấp. Bàn to người ta cầm thấp. Kiểu kiểu là không thoát được bàn đâu. Đó. Người ta không cầm cao khác người cổ ấy chứ. Nãy cầm tôi cầm thấp thế, ông cầm hố không bao giờ. Không tốt được. Mà biết đâu người ta cầm cao mình lại gầy được. Cầm này chấp lực cơ, cơ bản, cơ bản là tự tin cái góc mạnh nên người ta cầm đấy. Không thấp quá thế, thấp quá này. Em đang không lắc ở đây. Đó kia là K9 hay K10 đúng không? Đấy đúng rồi. Em phải bỏ lên đấy. Còn đấy hai cái sáu á, mình kêu bằng anh cái khoảng từ Thái Nguyên áo trắng này á, nhưng mà thích quanh quanh thích vật ở đâu rồi. Đó, góc mạnh nhỉ. Chấp góc luôn, chấp một khúc. Mạnh quá, khả năng tôi lên con tách cách 15 cân cái đánh được đó. Cách xa quá, 30 cân. 80 cân. Đề 82, tôi có 53. Anh mỏi đi rồi em vào. Thế là êm rồi. Thế là êm rồi, em về ấm đệm cho gái rồi về. Thì ống u mà sao mầm non, mầm non tương lai như cái mút kìa. Không, từ bắt từ phải như cái mút nó mới to được anh ạ. Hôm nay giảm mấy? Hay nhỉ. Đâu, thứ 3 mới giảm mà. Thứ 3 anh nghỉ phép, thứ 2 anh nghỉ mà. Làm trung thu á? Thứ 3, anh nhớ công ty thứ 3 nghỉ thì thứ 3 giảm. Nhưng mà đây là mai không tập tay nữa rồi. Đánh thủ á. Mai đi lên, anh gái lên máy chạy. Anh Hoàng cũng chẳng ngang rồi. Hay nha. Tốp rồi, tốp rồi hay đấy. Đồ án hay đấy. Bay tay.